phang nó một cái trường. Rồi, 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 các bạn thấy không? Đó. Mình buy live cam, mình test live cam cho tất cả các bạn. Phải nói là khó nhất ở thời điểm hiện tại đó. Mà còn không hư đó, mà về nhà các bạn buy hư đó thì mình cũng bó tay nha. Ok, mới rớt một phát phải nói là long trời lở đất nha các bạn. Nhưng các bạn yên tâm đi, đây là một con live cam phải nói là siêu bền và được xem là rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nha. Quả là đẳng cấp nha các bạn. Yeah, chào tất cả các bạn nha. Thì giờ đây ai cũng có thể chơi được live cam hết nha các bạn. Từ người già, người lớn, trẻ em, con nít, đàn bà, đàn ông gì đó đều có thể chơi được live cam hết các bạn. Tại vì sao? Tại vì trên tay mình đây chính là con live cam được xem là rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nha. Mấy ngày trước mình đã review con cam 102 Max cho các bạn xem đó, giá 550.000, được xem là rẻ nhất thế giới rồi đúng không? Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đây mới được xem là con live cam rẻ nhất thế giới nha các bạn. Thì trên tay mình đây chính là con live cam E88 Max, một con live cam được khá nhiều anh em yêu cầu mình review nha các bạn. Thật sự là mình rất nể các pháp sư Trung Hoa cũng như là các hãng live cam bên Trung Quốc các bạn. Họ làm những cái không tưởng luôn nha các bạn. Thì trên tay mình đây chính là con live cam rẻ nhất thế giới các bạn. Tại vì sao? Giá của nó không tưởng luôn các bạn ơi. Chỉ có 450.000 thôi là các bạn đã sở hữu được một em live cam được trang bị động cơ không chổi than siêu bền nha các bạn. Có camera luôn nha, có cảm biến bụng giúp các bạn có thể bơi trong nhà không ngoài trời đó, giữ vị trí tốt hơn luôn nha các bạn. Đặc biệt là có thể nhào lộn luôn nha. Với 450.000 các bạn còn được tặng kèm một cái túi này nữa các bạn, còn gì bằng nữa các bạn. Phải nói là không thể tưởng tượng được luôn nha các bạn. Giờ đây live cam chổi than sẽ đi vào vĩ vãng thôi các bạn ơi, không thể nào mà mua được nữa các bạn. Tại vì đây là một con live cam rẻ lắm rồi, tội dạ thì đi mua con live cam chổi than nữa các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bay và trải nghiệm về con live cam rẻ nhất thế giới E88 Max này cho các bạn xem chơi nha. Nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ thầy Lộc live cam nha. Thì việc bay con live cam E88 Max được xem là rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại cũng rất đơn giản các bạn. Mở nguồn máy bay lên nè, nhấn cứng vào nút trên lưng máy bay nha. Sau đó thì chỉ cần mở nguồn tay điều khiển lên, đẩy qua, đẩy lên, đẩy xuống một phát là kết nối ok. Sau đó thì các bạn chỉ cần vào cài đặt kết nối wifi với con máy bay, sau đó vào cái app có tên là wifi UAV là ok. Đó thì bây giờ mình sẽ vào cài đặt kết nối wifi với con máy bay nha. Các bạn cứ bấm vô kết nối đi, nó báo cái gì cài nó nha các bạn, miễn bấm vô kết nối là ok. Sau đó thì vào cái app wifi UAV đó, là nó sẽ hiện cao ra lên thôi các bạn. Thì đây là một con live cam tập bay giá rẻ nhất thế giới rồi, cho nên đừng có hỏi nó bay cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, chất lượng cao ra như thế nào, nó mất thời gian lắm nha các bạn. Có xem là được các bạn ơi. Đó thì đây sẽ là chất lượng camera 280k trên con live cam được xem là rẻ nhất thế giới nha các bạn, chỉ có 450.000 nha. Ok, thì để khởi động máy bay á, các bạn chỉ cần đẩy lên một phát thôi là máy bay sẽ khởi động, sau đó đẩy từ từ em nó sẽ bay lên. Đó, giờ mình sẽ tắt nha. Đó, này là bay tới, bay lui, bay sang trái, bay sang phải. Lúc này sẽ là tốc độ bay. Nó có 3 tốc độ bay đó. Còn mấy nút này là nút sập chim thôi. Đây sẽ là cái nút nhào lộn. Nút này sẽ là chế độ bay không đầu cũng như là tự bay về nha các bạn. Nhưng đây là con live cam không có GPS, các bạn bấm vô nút này nó sẽ bay tào lao mới lao cho các bạn xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nha. Đó, ok, có chất lượng cao ra hẳn hoi nha. Lên nha. Đó, các bạn thấy sao? Đây là con live cam chỉ có 450.000 thôi, nhưng bay lên giữ vị trí cũng rất là tốt nha các bạn. Đó, ngon lành không? Đó, live cam rẻ nhất thế giới nha các bạn. Nói chung ở thời điểm hiện tại các bạn không nên mua những con live cam chổi than để làm cái gì nữa nha các bạn. Tại vì không chổi than nó rẻ dữ lắm mà các bạn ơi, không thể tưởng tượng được rồi. Cho nên là không nên mua những con live cam chổi than nữa nha các bạn. Ok, thì giờ mình sẽ nhào lộn cho các bạn xem nè. Đó, 450.000 nhưng bay cũng rất là này rồi nha các bạn. Đó, à ok không, ngon lành không. Đó thì sẵn đây mình sẽ cho các bạn xem đó, chất lượng camera 280k trên con live cam E88 Max chỉ có 450.000 nha các bạn. Nói chung là live cam ở thời điểm hiện tại có những cái giá mà không tưởng luôn các bạn ơi. Thật sự là mình rất nể các pháp sư Trung Hoa cũng như là các hãng live cam bên Trung Quốc nha các bạn. Mình đảm bảo rằng trong tương lai họ sẽ làm những con live cam được xem là rẻ nhất thế giới tiếp tục với các bạn, nhằm đưa những con live cam chổi than đi vào vĩ vãng nha các bạn. Giờ đây mà bạn nào mà mua con live cam chổi than nữa thì coi như là vứt tiền qua cửa sổ nha các bạn. Đó, ông chú Fly hay nói câu này nha. Ok, nhào lộn nè. Đó, các bạn thấy không, bay lên tuy là giá rẻ không có GPS thiệt nhưng mà bay ngoài trời nè, giữ vị trí cũng rất là tốt nha các bạn. Con này thì các bạn có thể bay cao cũng được, tầm khoảng
15-20 mét là ngon lành nha các bạn. Thời gian bay thì tầm khoảng 10 phút trở lại thôi, nhưng dù sao đây là một con Flycam tập bay giá rẻ cho nên là không thể đòi hỏi hơn được các bạn. Chất lượng camera xấu cũng như là này kia các kiểu thì không thể đòi hỏi hơn được các bạn ơi. Này các bạn thấy không, nó bay chót vót trên đó mà vẫn giữ vị trí rất là tốt nha các bạn. Các bạn lưu ý là nên bay trong tầm kiểm soát nha. 450.000 mà các bạn hỏi mình bay cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, rồi có GPS hay không, chất lượng camera như thế nào thì rất là tào lao nha các bạn. Có 450.000 chủ yếu là bay giải trí thôi, có bay là ngon lành nè các bạn, nhưng được cái là động cơ không chổi than nè. Đó, con này là mình bao với các bạn là cực kỳ bền luôn. Rồi Trường thử tay phan nó một cái. Trường rồi các bạn thấy không, đó mình bay Flycam, mình test Flycam cho tất cả các bạn. Phải nói là khó nhất ở thời điểm hiện tại đó, mà còn không hư đó, mà về nhà các bạn bay hư đó thì mình cũng bó tay nha. Ok, mới rớt một phát phải nói là long trời lở đất nha các bạn. Nhưng các bạn yên tâm đi, đây là một con Flycam phải nói là siêu bền và được xem là rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nha. Quả là đẳng cấp nha các bạn. Wow. Quả là đỉnh các bạn ơi. Con này thì các bạn có thể bay tốc độ luôn nha các bạn. À. Wow. Đó các bạn thấy không, mới rớt một phát từ trên cao rất là cao nha. Nhưng các bạn yên tâm đi, sẽ bay được nữa cho các bạn xem nè. Nè, rất là trâu bò nha các bạn. Đó, các bạn thấy sao? À, Flycam siêu rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, mà được xem là siêu bền nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Ok, ngon lành các bạn ơi. Quả là đẳng cấp rồi các bạn. Phải nói là các pháp sư Trung Hoa không bao giờ làm anh em thất vọng nha các bạn. À. À, đừng có chọi nó Trường. Test em nói như thế là em nói cũng xanh mặt mày vậy lắm mà Trường ơi. Ok, ngon lành nha các bạn. Đó, giờ đây ai cũng có thể chơi được Flycam nha các bạn. Wow, trúng đầu chú Lộc bây giờ. Giờ đây nhà nhà có thể chơi Flycam, người người đều có thể chơi Flycam với con Flycam phải nói là siêu rẻ này nha các bạn. Chỉ có 450.000 thôi là các bạn đã sở hữu được một em Flycam được trang bị động cơ không chổi than, siêu bền, có cảm biến bụng, có thể nhào lộn, được tặng kèm một cái túi cũng như là siêu bền luôn nha các bạn. Đâm đụng các kiểu, đập các kiểu mà vẫn không hư nha. Mà các bạn bay hư nữa là mình cũng bó tay với tất cả các bạn luôn nha. Ok, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ thầy Lộc Flycam nha các bạn. Flycam E88 Max siêu bền, rẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nha.